ngoại thì 63 tuổi, bà ngoại 57 tuổi. Là nuôi 4 đứa cháu. Ba nó thì không có liên lạc được, còn mẹ nó thì cũng không biết nữa. Nó nói là cho con gửi con đi trả nợ, rồi con về con làm ăn. Rồi là nó gửi cái là đi 4 năm nay luôn. Hồi xưa là có hộ khẩu ở đây nhưng mà mẹ mình ung thư bán nhà rồi thì mướn nhà ở phường cho bán cái chỗ này nè. Là lo cho mấy đứa nhỏ ăn học, ngoài bán hàng rồi ngoài đi giao báo. Nghĩa là ai kêu gì làm hết, bữa nào bán đắt thì ăn ngon tí, bữa nào bán dở thì ăn ít. Học bài gì ở đây luôn, tới 11 giờ đêm luôn. Ngủ gì cũng ở đây luôn, lấy đó mấy cái miếng bìa đó ngủ ở đây luôn. Nhiều khi đó người ta điện nước cái lo là ở đây làm mà không có thời gian mà chạy vô kêu nó cho nó ngủ ở đây để dễ kêu luôn. Giao báo là giao cho con lớn nó bán. Mà hôm bữa con này bị xe đụng nằm nhà thương đó thì hai cái thằng nhóc ở nhà nó bán. Thì giờ chỉ mong muốn là nó học đến nơi đến chốn để mà sau này nó tự lo cho bản thân nó được, chứ ba mẹ nó đang vậy rồi. Học để sau này không khổ, vì thế mỗi ngày sau giờ học trên lớp và sau cả những giờ phụ bà bán hàng, hai chị em Hải Yến và Phi Long lại đến cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn để tham gia các lớp học phụ đạo. Ai yếu môn nào thì học môn đó, nhưng điểm chung đây đều là những lớp học miễn phí và học sinh đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thảo Đàn thì là đã thành lập từ 32 năm. Đầu tiên thì Thảo Đàn làm việc với trẻ đường phố. Đến năm 2013 quyết định là mình chuyển cái hướng làm việc với trẻ dựa vào cộng đồng. Trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ là làm công nhân hoặc là ba mẹ đi buôn bán, các em lại không có người chăm sóc và các em ở trong những cái môi trường mà nó rất là nguy cơ, không biết làm sao để tự bảo vệ mình. Và Thảo Đàn quyết định là làm việc với cái nhóm trẻ ở trong cộng đồng. Thường là tới tháng 6, tháng 7 thì Thảo Đàn cũng phải đi rà soát các cái gia đình các em mà có chuẩn bị vào lớp 1. Tại vì thông thường là những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì gia đình các em không có đăng ký tạm trú. Thì những cái danh sách em đó thì đôi lúc nó bị lọt ra khỏi cái quản giám sát của địa phương. Và phụ huynh cũng rất là đơn giản, khó khăn quá, không có tiền thì không cho con đi học. Thì Thảo Đàn luôn muốn giúp các em là phải đi học ở những trường chính quy. Mình hỗ trợ để là làm giấy tờ. Có những trường hợp bé lớn nhưng mà chưa được đi học vì thiếu giấy tờ thì mình cũng có thể gửi vào các trường tình thương, sau đó mình bổ sung giấy tờ sau. Hàng năm phải tự gây quỹ để tổ chức những cái hoạt động, ví dụ như là học bổng về những cái lớp mở dạy gia sư thì chúng tôi có tận dụng cái nguồn lực là sinh viên, các bạn là tình nguyện viên tới hỗ trợ những cái lớp học. Đối với tôi thì bất kỳ em nào cũng có khả năng học cả. Quan trọng là người giáo viên có khả năng đánh thức điều đó không, đánh thức cái tiềm năng của các em không. Khi mà các em đến và nói với cô giáo là chị ơi, hôm nay ở trường em đã giơ tay và làm được hết những cái câu đó, và không chỉ cô giáo mà cả lớp đều bất ngờ nữa. Cảm xúc nó vỡ òa lắm. Dạ, ước mơ của con là lính cứu hỏa. Con ước mơ được làm đầu bếp. Ước mơ của con là làm cầu thủ bóng đá. Tại vì kiếm nhiều tiền để nuôi bà ngoại.